Tránh là đúng đắn Kiến là sự hiểu biết Nhờ cái thấy biết của mình Nhờ cái sự hiểu biết của mình nó đúng đắn Nên từ đó tư duy của mình nó mới đúng đắn được Những người xung quanh mình Trong cuộc sống của mình Có tránh kiến của riêng họ Nhưng mà cái điều này nó có đi đi kèm với Cái định nghĩa của sự cứng đầu không Nếu mình không gây hại Thì mình được phép làm Thì coi như đó là một điều, điều đúng Trong các loại kiến thức Thì kiến thức tinh hoa tủ sách tinh hoa từ những con người tinh hoa để lại là cái cần học nhất nếu mà nói ở cột kiến thức chứ không hẳn là sách giáo khoa đâu Giót mùa 2 tập trung khai thác các khía cạnh khác nhau về giáo dục, từ những tư duy mới, xu hướng mới và những đổi mới sáng tạo trong giáo dục, được chia sẻ bởi các chuyên gia, nhà hoạt động giáo dục và những nhân vật có thành tích nổi bật độc đáo trong lĩnh vực giáo dục nhằm đem lại những cái nhìn mới để bạn bắt đầu hành trình học tập suốt đời. Mình là Hải Trường, host của chương trình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Talk Show trên kênh Việt Success. Mình là Hải Trường, host của chương trình và trong podcast talk show của mùa mới này thì chúng tôi có rất nhiều những thay đổi và một trong số những cái điều thay đổi đó đó là chúng tôi sẽ tập trung vào khai thác những khía cạnh khác nhau trong giáo dục có thể là những góc nhìn mới những xu thế mới những kỹ năng hay kiến thức mới từ các chuyên gia các nhà hoạt động giáo dục nhằm đem lại cho quý vị khán giả những góc nhìn mới những chi kiến mới để tạo điều kiện cho các quý vị có thêm những cái chất liệu để mà thích nghi cũng như là học tập trong một cái thế giới mà hiện tại nó đang biến đổi không ngừng và trong tập podcast số xuân lần này thì chúng tôi rất là vui mừng khi mà được chào đón lại một vị khách mời mà đã À, tạo ra một làn sóng trên uh, podcast talk show ở mùa trước đó là thầy Trần Việt Quân à, thầy Trần Việt Quân thì cũng không còn phải là ai xa lạ với quý vị khán giả nữa thầy là sáng lập và là cố vấn của hệ thống Trường Xanh Tuệ Đức và cũng là giám đốc và giảng viên của Viện Đào Tạo Bách Khoa ngoài ra thì thầy cũng là giảng viên à, đào tạo rất nhiều các anh chị học viên từ lớn đến bé à, à, với những chủ đề khác nhau từ nhân tướng học tới tránh kiến rồi tới đạo đức và những cái giá trị cốt lõi trong cuộc sống à, hôm nay thì trường rất là vui mừng khi mà được mời lại thầy à, tới podcast này để mà có thể trao đổi nhiều hơn với chúng ta về chủ đề tránh kiến và à, những ứng dụng của quy luật gieo hạt trong việc đưa ra quyết định à, cảm ơn thầy và à, xin chào mừng thầy đến với podcast talk show lần thứ hai ừ. à, xin chào mc uh, trường và xin chào tất cả các quý vị um, có một cái chủ đề nó gọi là tránh kiến mà à, không chỉ mình em đâu mà các bạn khác cũng thấy rất là nhiều ở trên mạng à, vậy thì mà thầy lại là chuyên gia trong việc là đào tạo những cái khóa học liên quan tới tránh kiến cho em hỏi là tránh kiến à, bản thân nó mình bóc tách ra thì nó có thực sự cái ý nghĩa của nó là gì ạ à? À, chữ tránh kiến thì nếu mà mình nói theo cái ngôn ngữ của của người dân thông thường tức là cái thằng này nó có một cái lập trường vững chắc nó có một cái quan điểm vững chắc nên mình gọi là, ồ cậu này cậu có tránh kiến còn cậu này cậu lập trường nó hơi hợt lắm nói thấp thì nhảy xuống ao nói cao thì nhảy lên bờ nói thằng này chả có tránh kiến gì cả đấy tức là bản chất ở ngoài đời cái chữ tránh kiến là một cái quan điểm của riêng cái người đấy cái quan điểm này nó đủ chắc chắn nó đủ vững thì gọi là người có tránh kiến còn đúng sai thì mình chưa biết nha nhưng ở trên con đường của đạo đặc biệt là của đạo Phật thì tránh kiến nó là một chi phần trong tám chi phần của bát chánh đạo. thì tránh kiến là chi phần đầu tiên. dịch nôm na nó là cái thấy cái sự hiểu biết, cái thấy biết đúng đắn, tránh là đúng đắn, kiến là sự hiểu biết nhờ cái thấy biết của mình nhờ cái sự hiểu biết của mình nó đúng đắn nên từ đó tư duy của mình nó mới đúng đắn được. hiểu biết đúng đắn, tư duy đúng đắn thì toàn bộ những cái quan điểm thế giới bên trong nội tâm của mình nó hướng về những cái điều đúng đắn. Thì thế giới bên ngoài của mình tự nhiên nó cũng sẽ hướng về những điều đúng đắn Người sống với những cái điều đúng đắn Thì tự nhiên họ sẽ làm điều đúng Mà làm điều đúng thì tự nhiên nó sẽ thiện Làm điều sai tự nhiên nó sẽ ác à. Và cái thấy biết đúng đắn Mang cái ý nghĩa tuyệt đối Trong đạo học tức là Thấy ra sự thật Thấy ra chân lý Thấy ra sự thật, thấy ra chân lý của cái vũ trụ này đó Thì một trong những cái quy luật để giúp chúng ta nhận diện dần cái chân lý của cái vũ trụ này đó là luật nhân quả luật nhân quả nên cái người mà có chánh kiến là người đó phải thấu triệt được tư duy nhân quả thấu triệt được cái luật nhân quả trong đời sống thì để thấu được cái nhân quả trong đời sống thì mình hiểu nhân hiểu duyên và hiểu quả thì đức phật mới định nghĩa là mình phải thấu là tứ diệu đế tức là có cái khổ đế có vấn đề trong đời sống thì phải có nguyên nhân của khổ gọi là có tập đế Rồi có đích đến là diệt đế là hết khổ Là hạnh phúc viên mãn Thì phải có đạo đế Đạo đế tức là có con đường hết khổ Đấy Thì cái người nào mà thấu hiểu được luật nhân quả Người nào thấu hiểu được tứ diệu đế Người nào thấu hiểu được những quy luật của đời sống Giống như vô thường, khổ và vô ngã Thì những người đó trong đạo được gọi là người có tranh kiến Và một cái cách triết uh, học để mà nói thì Uh, em bắt đầu suy nghĩ tới những người xung quanh mình trong cuộc sống của mình có tranh kiến của riêng họ nhưng mà cái điều này nó có đi đi kèm với cái định nghĩa của sự cứng đầu không khi mà uh, nếu mà nói tới chuyện đúng sai thì có người cho rằng là tôi đúng, có người cho rằng là uh, bạn có thể đúng với bạn nhưng mà tôi vẫn đúng với những cái gì mà tôi nghĩ thế thì ừ. cái ranh ranh giới nào giữa cái sự đúng sai à, tuyệt đối với lại những cái đúng sai tương đối giữa những cái người khác nhau như vậy ừ. thì à, nó có ba cái câu hỏi mà mình phải trả lời à, thứ nhất là cái việc này mình làm có gây hại cho mình không thứ hai là việc này mình làm có gây hại cho người không cho người và mở rộng ra là có gây hại cho cả cái cộng đồng không và cuối cùng là cái việc này mình làm có gây hại cho thiên nhiên không? cho thiên nhiên vạn loài không? Và đối tượng mình, người và thiên nhiên vạn loài. Nếu mình không gây hại thì mình được phép làm. Thì coi như đó là một điều điều đúng cũng được. Còn nếu mà mình nói cho nó mạnh hơn nữa này, mang lại ích lợi lâu dài cho mình, nhưng cũng phải mang lại ích lợi lâu dài cho người và cũng phải mang lại ích lợi lâu dài cho tự nhiên thì điều đó là điều điều đúng được phép làm một cái điều thú vị vừa xong thầy nói đó là cái người mà có tránh kiến là một cái người mà thực sự hiểu nhân quả nó vận hành như thế nào trong cuộc sống thì mọi người rất là nói nhân nhăn nhản về cái nhân quả này quả báo này vân vân thì ừ. um, có cái màu sắc huyền bí gì trong cái tư duy nhân quả mà thầy nhìn thấy ở mọi người xung quanh mình không ừ. khi mà mình hiểu nhân quả ở dưới góc độ nhân là những cái gì thuộc về mình, nhân giống như là một cái trái cây nó có cái hạt bên trong nó gọi là hạt nhân. Nhân nó nằm giữa mình, nó sâu bên trong mình. Đó, thì những cái gì mà thế giới bên ngoài mình nó giống như là cái vỏ của mình thì nó gọi là duyên, còn những cái gì nó thuộc về bên trong mình thì nó gọi là nhân. Như vậy là sâu thẳm bên trong mình, ngoài cái thân vật lý này thì nó còn cái suy nghĩ, cái tâm tư, cái tình cảm của mình. Thì cái đó nó chi phối đời sống của mình Ví dụ như cơ thể của chúng ta béo lên Là cũng nhờ cái suy nghĩ của mình Ăn cái nọ ăn cái kia rồi lười tập thể thao chẳng hạn Cơ thể của chúng ta mi nhon hơn đẹp hơn Thì chúng ta rèn luyện thể thao chẳng hạn Cũng từ cái suy nghĩ của mình Vậy là những cái gì bên trong mình Những suy nghĩ tâm tư tình cảm của mình nó là nhân Còn những cái gì hoàn cảnh ở bên ngoài Thì nó gọi là điều kiện thêm phụ trợ bên ngoài Nó gọi là duyên Thì nhân cộng với duyên thì nó mới ra quả đó, thì cái nhân quả nó phải có một cái tiến trình nó phải có một cái tiến trình ở nhân hội tụ với duyên thì nó ra quả, người ta nói nó tắt là từ nhân ra quả để không sao cả. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta đang ngồi đây. À, ví dụ như tôi gặp mà em đi. Thì như vậy là cái nhân đầu tiên là em phải khởi sinh lên một cái suy nghĩ. Thì giới bên trong của em phải khởi sinh lên một suy nghĩ là số đầu xuân này có thể rủ thầy quân được không? Đó, thì lúc này tôi lại là một cái đối tượng bên ngoài em. Đúng không? Vậy là duyên là tôi, tôi phải hội tụ với cái nhân của em. Thế là tôi đồng ý Đúng không? Thế là tôi đồng ý Vậy là nhân duyên hội tụ Thì quả nó trổ là chúng ta đang ngồi ngồi đây Đấy thì mình hiểu nhân quả như vậy Thì mình sẽ thấy nhân quả nó xuất hiện khắp nơi trong đời sống Chứ nó không còn kỳ bí nữa Cái gì cứ cái gì kỳ bí Mình gán nó vào mê tín là vì bản chất mình không hiểu nó Ví dụ như ngày xưa Trước thế kỷ thứ 17 Thì người ta quan điểm là trái đất phẳng Và mọi hành tinh đều quay quanh trái đất ấy. Thì giai đoạn đó ai mà nói trái đất tròn thì sẽ bị cho rằng là mê tín dị đoan. Thế là ông Copernicus và ông Galileo thì mới bị ghép tội là vì thế. Nhưng đến thời buổi bây giờ ai cũng công nhận là trái đất tròn rồi. Thì người nào lại nói trái đất phẳng thì mới là mê tín dị đoan, mới là thiển cận. Nên rất nhiều điều mà ngày xưa và bây giờ quan điểm nó khác nhau thì những cái gì khác nhau không chứng minh được, chúng ta coi nó là một điều kỳ bí. Thì rất nhiều điều mà bây giờ chúng ta thấy nó kỳ bí nhưng bản chất vì mình không hiểu nó đến một lúc nào đó khoa học chứng minh được rất nhiều năm vẫn chứng minh được thì khoa học sẽ nói ồ từ đời sống này xuyên sang đời sống khác vẫn phải chấp nhận nó còn bây giờ vì mình chưa chứng minh được thôi mình chưa thấy được nó thôi mình không thấy được nó không có nghĩa là nó không tồn tại rất là thú vị khi mà nghe thầy chia sẻ nhiều hơn về về cái um, sự không huyền bí lắm của cái, cái tư duy nhân quả nhưng mà em biết rằng là ngoài kia rất là nhiều người hay nói tới cái chuyện là đời chan mặn đời con khát nước tức là cái mà mình làm với người khác nó lại ảnh hưởng tới cái thế hệ sau của mình chứ nó không ảnh hưởng trực tiếp với mình thì cái này nó khó lý giải hơn và nó khó mình khó nhìn thấy cái đường gọi là đâu là nhân đâu là duyên đâu là quả hơn thì uh, cá nhân thầy thì thầy có tin rằng là là nó ừ. nó diễn ra như thế thật hay không mình sẽ phân tích hai cái phần nhân quả nha. Phần nhân quả đầu tiên là nhân quả trong tâm của mình, nhân quả bên trong và phần thứ hai là nhân quả bên ngoài. Tức là mình gieo một cái gì đó ra bên ngoài, thì một thời gian sau nó quay trở về, thì nó gọi cái đó nó gọi là quả báo, quả mà nó quay về báo rồi nó quay về, đấy gọi là gọi là báo ứng đấy. Còn cái nhân quả bên bên trong thì nó không có cần báo ứng, nó trổ ra cái là nó trổ quả luôn gieo nhân xuống nó trổ quả luôn ví dụ mình ép người khác bản chất là trong lòng mình có một cái tâm hơn thua. Cái tâm hơn thua trong đạo nó gọi là tâm sân. Tâm tham và tâm sân. Tức là mình mong muốn mình hơn rồi mình ép người người người, người ta cái sự chen ép, người ta là sân là sự giận dữ. Đấy, thì các bạn cứ để ý khi nào mà chúng ta thèm khát một cái điều gì, chúng ta giận dữ một cái điều gì thì ngay lúc đó ai khổ? chính mình khổ đúng không? Chẳng qua cái giận dữ và cái thèm khát của mình nó mờ đi vì mình không nhìn được mình, mình không quen nhìn mình nên mình tưởng là mình sướng. Chứ người nào mà biết nhìn lại mình là biết ngay lúc đó cái năng lượng của mình nó bị nó bị thấp xuống, nó bị khổ đi. Khi mình giận một người nào đó là chính mình khổ trước, hàng tỷ tế bào này nó khổ trước. Nên rõ ràng là những cái người nào mà sống với giận dữ nhiều chưa cần biết quả báo bên ngoài của họ là gì Thì tự động mặt nhăn lại, mắt trợn lên, da bắt đầu nhăn dần đi Và nếu cứ giận dữ như vậy liên tục trong 3 năm là nó xấu xí hẳn đi Đấy, ngược lại một người nào nhìn cuộc đời lúc nào cũng tươi mới Tâm thế ở bên trong, thế giới bên trong của họ thư thả Thì mặt của họ thư giãn, thư giãn thì cuối cùng chả cần đi thẩm mỹ viện vẫn cứ đẹp Đó, nên cái thế giới bên trong, nhân quả nó trổ ngay mình lãnh hậu quả ngay, nhân quả nó chỗ ngay Nhưng còn thế giới bên ngoài thì nó phải chờ thời gian để nó quay trở về nó tương tác với điều kiện bên ngoài nó chờ thời gian nó quay trở về ví dụ tôi giận em tôi ép em một cái điều gì đó rất vô lý tôi giận em thì ngay lúc tôi giận thế giới bên trong của tôi là khổ trước nhưng khi tôi bắt đầu tôi ép sang em và tôi bắt em phải làm nhiều điều vô lý thì cái sự ép đó là em sẽ bắt đầu em tích lũy là à ông sếp này ông ép mình em bắt đầu em tích lũy một cái nhân bên trong em cái ý nghĩa bên trong em là như vậy là về bản chất là em sẽ hài lòng với tôi hay bản chất là em sẽ không hài lòng. Hầu như, hầu như 99% chúng ta sẽ không hài lòng cái người cứ suốt ngày ép họ. Như vậy đến một ngày đẹp trời mà mình có điều kiện, mình sẽ tìm cách gài bẫy, ép lại người người kia. Thì lúc đó nó là quả báo. Thì cái này nó phải có thời gian nó mới báo về. Cái quả báo trong đời sống nó chính là mình gieo một cái nhân cho người kia và khi người ta đón nhận thì họ sẽ sinh khởi lên một cái tâm xấu ác khi mà mình gieo một cái nhân xấu ác họ sẽ sinh khởi lên một cái nhân xấu ác bên trong lòng họ rồi đến một lúc nào đó đủ điều kiện bên ngoài họ sẽ chơi xấu lại mình tại sao nhân quả ở dưới góc độ đời sống theo nhiều năm tháng theo nhiều đời sống thì nó khó giải thích vì nó bị biến thể đi còn do những cái điều kiện bên ngoài nữa còn cái nhân quả bên trong mình thì nó không có gì biến thể hết. thấy ngay giận là mình khổ trước thèm khát là mình khổ trước ngu si là mình khổ trước lo lắng bất an sợ hãi là mình khổ trước Vậy tại sao mình không gieo lại cái nhân Để cho mình bớt giận Mình bớt tham Mình bớt sợ hãi Mình bớt ngu si Bớt si mê đi Chúng ta được quyền tạo duyên Và chúng ta được quyền chọn lại duyên Nó có hai cách mà cái hạt xấu nó mọc lên Cái cách thứ nhất là nó hạt xấu nó ở trong tâm mình nó mọc lên Tức là chính mình nó mọc lên Và cách thứ hai là mình đã gieo ra bên ngoài Và đến một lúc nào nó hồi về Thầy có, có cho rằng là cái tránh kiến này nó có liên quan gì đó đến tư duy phản biện hay không ừ, đúng là uh, có thêm rất là nhiều những cái góc nhìn về uh, tham sân si cũng như là lại là nhân quả tiếp bây giờ thì uh, mình nói qua cái câu chuyện uh, gieo hạt đi thầy uh, cũng có nhắc tới cái từ gọi là gieo hạt vậy thì nó có vận hành như là một cái hạt cây hạt giống hay không ừ. nó khá là giống nó khá là giống nên người ta mới mới dùng cái chữ nhân quả à, cái quả nó giống như cái quả trên cây ừ. khi mà mình gieo một cái hạt giống xuống xuống đất thì cái hạt giống đó nó sẽ là nhân à, mình lấy một cái quả xoài mình ném xuống đất thì cái quả xoài nó mọc lên một cái cây thì cái quả xoài đó nó là nhân rồi khi mà nó mọc lên tức là nó cần nước nó cần khoáng chất nó cần nắng nó cần gió như vậy là nước khoáng chất nắng gió là yếu tố bên ngoài quả xoài yếu tố bên ngoài quả xoài mà nó hài hòa thì cây xoài được mọc lên còn yếu tố bên ngoài nó không hài hòa thì cây xoài không được mọc lên ví dụ mình lấy quả xoài đó mình để lên cái cây, 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 cây đường bê tông thì có cả đời nó cũng không mọc lên được nó chỉ cứ khô dần đi thôi nhưng mình để vào một cái miếng đất có nước có nắng có gió thì nó mọc lên thì như vậy là nhân là quả xoài duyên chính là hoàn cảnh của quả xoài hai cái này nó hội tụ lại hài hòa với nhau thì một cây xoài được mọc lên và cứ như thế nó mọc lên dần nó mọc lên dần thì ba năm sau thì nó trổ ra hàng trăm quả xoài thì đây là trường hợp là nhân và duyên hội tụ và nó thuận với nhau nó thuận với nhau nhưng ngược lại cũng cái miếng đất đó nó rất cằn cỗi vẫn có đầy đủ nắng gió vẫn có nước nhưng mà nó cằn cỗi thì nó mọc lên một cái cây xoài không có quả một cái cây xoài con một cái cây xoài vọ vẹo thấp bé xác sơ và cái xoài nó không ra quả được Vì lúc này là nhân nó đi với nghịch duyên Duyên, nó, duyên nó bị nghịch Nên nó trổ quả rất khó Thì liên tưởng nó để mình nhìn sang con người cũng thế Một cái con người họ có những cái hạt giống Tâm thức của chúng ta nó giống như những hạt giống Cái hạt giống thiện và hạt giống bất thiện Hạt giống thiện thì nó gọi là Nó có ba cái yếu tố mà tôi định nghĩa lại thôi tôi định nghĩa lại từ những cái kinh điển ngày xưa thôi thì tôi gọi đó là đạo đức, trí tuệ và nghị lực đó trong đạo thì nó dùng ba cái chữ là giới, định và tuệ đó. còn tôi thì tôi sửa lại để cho mọi người dễ hiểu hơn hoặc là cái ngôn ngữ ngày xưa gọi là bi, trí và dũng cũng được đó. bi là từ bi đấy đạo đức trí là trí tuệ và dũng là nghị lực đấy. thì mình lấy ba cái này nó đại diện cho tất cả những cái tâm thiện thì ngược lại ba cái yếu tố đạo đức trí tuệ nghị lực thì nó sẽ thành ba cái yếu tố khác thiếu đạo đức thì nó sinh ra tâm tham đạo đức là mình ít tham mà mình cho đi nhiều hơn vị tha lớn hơn vị kỷ thì là đạo đức tâm tham là vị kỷ lớn hơn vị tha chỉ ích kỷ nghĩ đến mình thôi ít nghĩ đến người thì gọi là thằng đó nó tham chỉ biết đến nó thôi Thì nó mới sinh ra tham nhũng tham nhũng là chỉ biết đến mình thì không biết đến dân thì sinh ra tham nhũng đấy ngược lại của cột nghị lực thì nó sẽ là cái cột là giận dữ sợ hãi cái người mà có nghị lực thì họ sẽ kiểm soát họ không có giận họ điềm tĩnh họ không giận và họ cũng không lo lắng sợ hãi họ bình tĩnh thì họ không lo lắng sợ hãi nên người có nghị lực có bản lĩnh thì rất ít sợ hãi và rất ít giận dữ Đấy. nên bên kia là tham và sân sân chính là giận tham chính là ngược lại cột đạo đức thì sân chính là ngược lại cột nghị lực sợ cũng thế và cuối cùng là thằng si si là cột ngược lại với cột trí tuệ si là si mê là mê mờ là thiếu hiểu biết thì cột trí tuệ là cột hiểu biết có có cái sự nhìn nhận sâu sắc có hiểu biết trong đấy như vậy là tâm của chúng ta tách ra làm làm đôi cái tâm của chúng ta cái, cái hạt nhân của mình nó tách ra làm đôi là phần thiện và phần bất thiện đấy phần thượng và phần phần hướng thượng và phần hướng hạ đấy thì mình tách ra làm đôi vậy là mình có hai cái chủng loại hạt giống vậy là trong đời sống mình gieo nhân gì một buổi sáng mình bước ra mình gieo một cái nhân là đến cơ quan chào anh bảo vệ với một cái mặt một nụ cười tươi sau đó thậm chí là mình mua ly cà phê mình còn mua dư ra một ly cà phê tặng anh bảo vệ nữa bảo anh ở đây bảo vệ cho em suốt nửa năm rồi lần đầu tiên em tặng cho anh một ly cà phê quê anh vui vẻ nhận giúp em nhé Thế là ngày hôm đó cả bảo vệ cũng vui và mình cũng vui. Rõ ràng đây là mình gieo một cái nhân đạo đức. Gieo nhân đạo đức gặt quả niềm vui ngay lập tức luôn. Ngay cả lúc các bạn bỏ tiền ra mua ly thứ hai, ly cho mình, xong ly cho người, ngay lúc đó mình đã vui rồi. Cái nhân quả nó trổ ngay trong tâm mình rồi. Nhưng còn cái quả báo là mình lại phải đến gặp anh bảo vệ ở dưới hầm để xe. Mình gửi tặng anh, lúc đó anh cười, anh cảm ơn mình lại. Thì lúc đó cái quả nó báo về và cái quả báo về nó không phải là một quả ngày hôm sau mình gặp anh vẫn cứ cảm ơn anh vẫn rất hoan hỉ vui mình thậm chí cả tháng anh gặp anh vẫn rất hoan hỉ gieo một ly cà phê là một hạt gặt ba mươi lần cảm ơn xong tháng sau mình lại leo gieo một ly cả trà sữa nữa lại tiếp tục gặt hai tháng cảm ơn và từ đó anh nhìn mọi người đi làm ở cái tòa nhà này anh nhìn thấy ai cũng dễ thương hết còn ngày xưa một năm trời mình tiếp xúc với ảnh không giúp gì cho ảnh cả đâm ra ảnh đâu có vui đâu anh nhìn mọi người giống như xe cộ để làm cho mệt cho anh Thì bây giờ anh nhìn thấy nó đầy niềm vui Đó, thì đây là ví dụ một cái gieo nhân thiện thì gặt quả thiện Mọi người thì rất hay nói với em một cái câu đó là Chưa đủ duyên Và thì em cũng ok với việc đấy thôi Nhưng mà khi mà em nghĩ lại thì em thấy rằng là Có khi nào ta đổ thừa cho cái duyên nhiều quá hay không Thầy nghĩ thế nào về về việc này? Ừ. À, những cái bạn mà nói chưa đủ duyên ấy, thì uh, nếu mà nói về uh, tuyệt đối thì nó cũng đúng. Nhưng mà nó còn ở, ở cái yếu tố là chúng ta được quyền tạo duyên và chúng ta được quyền chọn lại duyên. Ngay cái hoàn cảnh lúc đó nó chưa đủ duyên, nhưng có thể 10 phút sau chúng ta được quyền tạo một duyên mới. Ví dụ như chúng ta đi ăn đi. Cái quán nó đó nó đóng cửa, xong nói thôi chưa đủ duyên về nhà nhịn đói. <laughs> Đúng không? Thì thôi mình bước sang quán bên cạnh 5 phút sau là lựa được một quán khác rồi Tạo duyên mới Mình tạo duyên mới hoặc là mình chọn duyên mới Có những trường hợp là mình chỉ cần chọn thôi chứ không cần tạo Tạo nó cực công hơn nhiều Tạo ví dụ như về nhà mình phải nấu ăn thì đấy là tạo Còn đây mình chỉ chọn quán bên cạnh thôi là chọn duyên Đó Thì sự tạo duyên hay sự chọn duyên nó thể hiện tính chủ động Còn mình ngồi mình chờ duyên là nó thể hiện cái tính thụ động À, thì cái chữ tùy duyên á hoặc là mình mình nói là chưa đủ duyên á, nó chỉ đúng khi nào? Khi mình đã tạo duyên hết mức mà quả nó vẫn không trổ thì mình biết là cái duyên nó chưa đủ thì lúc đó mình chấp nhận thì lại được. Tức là mình đã là một người rất chủ động, đã rất vươn lên rồi mà lương nó vẫn không tăng như ý thì mình phải chấp nhận. Nhưng cũng có thể 3 tháng nữa nó lại tăng. Vì đơn giản là lương công ty bây giờ đang khó khăn. Mình nỗ lực là tốt Nhưng mà công ty chưa có điều kiện để trả thêm lương cho mình Nhưng 3 tháng, 6 tháng sau sếp trả lương Tăng lên cho mình Người đầu tiên mà sếp nghĩ đến tăng lương là ai? Là ai gieo nhiều nhân tốt Nên thay vì mình thấy nó chưa đủ duyên Cái mình tiếp tục mình lời biếng Tức là nhân của mình kém đi Chưa đủ duyên mình cứ tiếp tục gieo nhân Nhân mình cứ dày đặc lên Nhân mình dày đặc lên Đến một lúc nào duyên nó hội tụ về Thì người nào gieo nhiều nhân nhất Thì cây nó sẽ lớn nhanh nhất Rừng nó sẽ lớn nhanh nhất Thì người đó vẫn hiệu quả nhất nên không nên đổ lỗi cho tùy duyên và cũng không nên đổ lỗi cho là chưa đủ duyên à. em hoàn toàn đồng ý với cái ý kiến đó đó là chúng ta không có nên đổ lỗi cho cái duyên và à, coi rằng đó là à, một cái sự kết thúc và không cố gắng thêm nữa chắc chắn là khi mà chúng ta gieo những cái hạt đã có hạt xấu có hạt tốt vậy thì bây giờ giả sử như là em đã từng gieo rất là nhiều hạt xấu ở trong cuộc sống đi em mong muốn gieo những hạt tốt em mong muốn nhận được những quả tốt những cái hạt xấu trước đây em gieo thì uh, Làm sao để triệt tiêu nó được Làm sao để nó hết đi Hay là không bao giờ chúng ta có thể tránh được nó Nó có hai cách mà cái hạt xấu nó mọc lên Cái cách thứ nhất là nó hạt xấu nó ở trong tâm mình nó mọc lên Tức là chính mình nó mọc lên Và cách thứ hai là mình đã gieo ra bên ngoài Và đến một lúc nào nó hồi về Nó hồi về Thì khi mình đã gieo ra bên ngoài Mà mình chờ nó hồi về Thì cái bên ngoài nó hồi về là quả báo á thì bản chất cái nó trở thành cái bên ngoài mình rồi, tức là nó trở thành duyên rồi, nó không còn là nhân nữa. Còn cái mình cần xử lý là cái nhân bên trong mình này. Ví dụ mình gieo một cái sự giận dữ với con của mình thì vấn đề là 10 năm sau nó mới hồi đáp lại, 10 năm sau nó mới lạnh lùng với ba mẹ. Cái đó mình không thể nào biết được. Đúng không? Vì nó không biết lúc nào quả nó báo về. Nhưng cái nhân giận dữ ngay lúc mình gieo mình được quyền sửa không? biết là mình quát con một lúc như là không tốt thì mình sao mình xin lỗi con được không mình nhìn lại mình mình xuống một cái góc nào đó mình ngồi thiền một một lúc mình hít thở mình nhìn lại tâm mình mình tự xin lỗi cái tâm bất thiện của mình mình tự xin lỗi trước tổ tiên ông bà là ngày hôm nay con có nhiều cái tâm bất thiện mà một trong những cái biểu hiện của tâm bất thiện đó là con đã quát con của con con xin lỗi mong các tổ tiên các chư phật chư bồ tát giúp đỡ con là lần sau con nhìn lại, con biết dừng lại. Mỗi lần con nóng giận. Rồi mong làm sao để con gặp được nhiều thầy, vị thầy tốt, vị thầy lớn. Dạy cho con sách, cũng phải nhiều sách hay. Để dạy cho con cái cách quản trị cảm xúc. Đấy thì mình gửi những cái tác ý đó. Để rồi mình thuần hóa cái tôi của mình, thuần hóa cái cảm xúc của mình dần. Thì ngay lúc mà mình sửa bên trong đó, là mình bắt đầu gieo lại một nhân mới bên trong mình rồi. Nửa tiếng đồng hồ sau mình bước lên trên lầu Mình vào gặp đứa con và mình xin lỗi nó Ngay lúc mà mình quát nó Mình không xin lỗi được Vì cái hạt giống giận của nó mạnh quá Nhưng mình xuống mình sám hối Mình xin lỗi trước đức tượng Trước cái bức tranh của Phật Trước bàn thờ tổ tiên ông bà nó dễ hơn rất nhiều Sau khi mình xin lỗi xong rồi Cơn lửa của mình hạ xuống Hạ xuống Tâm tính của chúng ta bắt đầu thuần Bắt đầu trong sáng rồi Thì mình bước lên Lúc này mình xin lỗi con nó mới dễ vì trong đầu mình nghĩ là mình là bố nó, tại sao mình phải xin lỗi nó. Nhưng mà khi mình bước xuống mình đã hạ mình xuống trước, ông bà tổ tiên thì mình sẽ tiếp tục hạ mình xuống con của mình. Đấy là mình tập bằng vai với nó, hạ mình xuống. Thành làm bạn với nó thì mình mới xin lỗi nó được. Thì trong đứa trẻ lúc này nó sẽ nhận được hai cái hạt giống. <laughs> Tức là một sự quát tháo nửa tiếng và một câu xin lỗi 5 phút. Hai cái hạt giống này theo 5 tháng nó sẽ mọc lên nếu đứa trẻ này nó tiếp tục nó rèn luyện tâm tính nó tốt dần lên thì như vậy cái hạt giống kia tự nhiên nó không mọc lên nữa cái hạt giống xấu ác hạt giống thiện lương nó sẽ mọc lên nhưng ngược lại cái đứa trẻ này nó lại sống vào trong một cái môi trường uh, hoặc là nó đọc sách hoặc là nó xem mạng hoặc là nó chơi với bạn bè mà có tính hung dữ thì cái hạt giống giận dữ do mình quát nó nửa tiếng nó sẽ tiếp tục được mọc lên thì đến một lúc nào đó đến nổi, nổi loạn tuổi tin nó hay giận mình quát nó nó sẽ quát lại ừ nó sẽ quát lại những cái lần mình quát nó tích lũy tích lũy nó sẽ quát lại mình thì lúc đó người ngoài nhìn bảo thấy chưa ông ngày xưa ông hay chửi nó bây giờ nó chửi ông quả báo thì đúng chưa đấy nên nó cũng phải là nên cái quả báo là nó quay về là không biết chừng nào không biết chừng nào và có rất nhiều trường hợp nó không quay về đơn giản là mình dạy nó về mặt nhân cách đạo đức tốt dần lên thì ngày xưa lỡ có một vài năm mình đánh chửi nó thì nhưng mà bây giờ toàn bộ tâm tính nó đầy thiện lương rồi thì đâu có hơi đâu nó đánh chửi mình nữa. Nó là những cái ví dụ của thầy nó làm cho em em nghĩ là các khán giả cũng vậy rất là dễ hình dung về những cái triết lý sâu xa mà bình thường mình khó lý giải à, vừa xong thầy đề cập tới một cái từ đó là tác ý à, chắc chắn là nếu như mà một người nào đó mà mong muốn à, cuộc sống của mình có nhiều cái điều tốt điều hay thì họ sẽ gửi gắm cái ý niệm tốt đẹp vào những gì họ làm nhưng mà nếu như mà nó xuất phát từ bên trong họ thực sự họ muốn tốt ấy thì không nói làm gì nhưng mà có một số người thì xôi thịt hơn xíu đó là tôi đi từ thiện vì tôi mong muốn à, à, kiếp sau tôi sống sung sướng hơn hoặc là à, tôi từ thiện vì tôi mong muốn gieo cho người khác cái của ăn này rồi cái tài chính thì có thể tôi sẽ được thịnh vượng hơn sau sau này chẳng hạn thì thầy có cho rằng đấy là một cái à, cái cách thức nó nó ổn hay không ừ à, cái thế giới bên trong của chúng ta <laughs> là cái suy nghĩ cái tình cảm của chúng ta và cái hành vi bên ngoài của chúng ta thì có nhiều người là suy nghĩ bên trong là một cái suy nghĩ bất thiện Nhưng cái hành vi bên ngoài là một hành vi thiện Ví dụ tôi giúp anh để tôi được nổi tiếng Tôi đi từ thiện để tôi làm PR marketing Thì rõ ràng là về mặt ý nghiệp, về mặt suy nghĩ bên trong là một suy nghĩ bất thiện Nhưng về mặt hành vi là một hành vi thiện Thì như như vậy là ở đây có hai cái nhân được gieo về cái nhân hành vi gieo ra bên ngoài là một nhân hành vi thiện Cầm tiền bạc của mình làm lụng Mình đem đi cho Là một hành vi thiện rất rõ đó Nhưng cái nhân bên trong Là một cái nhân toan tính Toan tính về cái sự nổi tiếng của mình Về cái sự PR marketing của mình Như vậy là hai cái nhân này gieo Thì nó sẽ trổ hai cái quả khác nhau <laughs> Mình gieo cho đi của cải vật chất Thì nhiều người người ta sẽ quý mến mình quý mến mình ở cái góc độ hành vi gieo đi nhưng th sâu thẳm trong tâm của mình thì lại là tâm bất thiện mọc lên như vậy một ngày đẹp trời 10 năm sau chẳng hạn chúng ta trở thành một đại gia làm ăn thanh đạt mình đi khắp nơi rất nhiều người được mình làm thiện nguyện họ tôn vinh mình thế như vậy là lúc mà họ khen ngợi mình <laughs> họ tôn vinh mình chính là quả báo nó quay về Quả, quả báo của họ quay về đối với mình Nhưng tâm của mình thì nó bất thiện Mình đón nhận những cái lời tôn vinh đó Và mình vênh cái mặt lên Thế như vậy là Về bản chất là Thế giới bên ngoài thì nó tốt lên Nhưng thế giới bên trong thì nó xấu đi Thì mà cuộc sống của chúng ta Thì chúng ta để ý này Cái hạnh phúc sâu thẳm là Nó nằm trong tâm của chúng ta Như vậy là lúc này chúng ta sống với cái vỏ, vỏ bọc bên ngoài Vỏ bọc bên ngoài là hạnh phúc, là tôn vinh, là thành đạt. Vỏ bọc bên trong là một tâm tính xấu ác. Cái thế giới bên trong là một tâm tính xấu ác. Vậy có xứng đáng một kiếp người không? Đấy. Nhà nên làm thiện nguyện nó có nhiều cái cấp độ nha mình phải để ý này. cấp độ đầu tiên là không chịu làm thiện nguyện, còn nói xấu những người làm thiện nguyện. Tức là hành vi cũng không giúp ai mà tâm tính thì xấu ác. Đúng không? Đấy, nó tệ nhất thằng tệ thứ hai là đầu thì suy nghĩ hơi lợi dụng một tí nhưng mà hành vi bắt đầu giúp người đó nhưng đã khá hơn anh chàng kia rất nhiều rồi đúng không hành vi giúp người nhưng đầu thì toan tính sự nổi tiếng của mình toan tính sự khen ngợi của người ngoài đó, rồi lên một cấp độ nữa là đầu nó suy nghĩ tốt và tay chân nó mới làm hành vi tốt luôn thì ba cấp độ thượng trung hạ như vậy thì mình phải xem là nếu mình ở bậc thượng thì rất là tốt Tâm hướng thiện và hành vi cũng làm việc thiện. Còn tâm thì chưa có hướng thiện, nó hơi ác một tí. Nhưng mà hành vi thiện thì các doanh nghiệp bây giờ làm dạng này nhiều lắm. Họ đi làm thiện nguyện là họ phải có một cái sự đổi trác về PR marketing. Ừ. Vừa xong mình nói cũng rất là nhiều về nhân quả này. Và lúc đầu thì thầy có nói là cái tránh kiến một người có tránh kiến mà thụ đắc cái tư duy nhân quả thì sẽ làm được rất là nhiều những cái điều đúng đắn. À, vậy thì với những người mà họ đứng giữa một cái ngã ba đường có rất nhiều hướng để đi không biết chọn cái hướng nào thì theo thầy là là họ thiếu tranh kiến hay là họ như thế nào bởi vì em tin rằng là hầu hết chúng ta trong cuộc sống này đều có những cái sự lạc lối của riêng mình đều khuyên người khác rất giỏi nhưng mà không biết khuyên mình như thế nào cả. Thế thì theo thầy cái việc mà có tranh kiến nó giúp cho họ điều gì? Những cái người mà khuyên người khác rất giỏi mà không khuyên được cho mình tức là người đó chưa giỏi. Nếu mà thực sự chúng ta giỏi là chúng ta phải khuyên được cho mình trước. Còn chỉ khuyên được cho người mà không khuyên được cho mình thì coi chừng cái khuyên cho người cũng rất lung tung. Người có tránh kiến là người có hiểu biết sâu sắc. Người có hiểu biết sâu sắc thì nó được định nghĩa là người thấu được nhân quả. Càng thấu được nhân quả chừng nào thì ra quyết định càng dễ. Ví dụ mình thấu nhân quả gần Mình chỉ nhìn được nhân quả vài ngày thôi Thì mình sẽ đi trồng Trồng cỏ Vì cỏ có mấy ngày nó nó mọc lên mọc, mọc lên quả rồi là, là cả một ruộng cỏ Nhưng nếu mình nhìn nhân quả được 3 đến 6 tháng Thì mình sẽ trồng lúa Lúa 3 đến 6 tháng nó trổ bông Nó gặt được rồi Nhưng nếu mình nhìn nhân quả được 3 năm Mình sẽ trồng hoa màu Và nếu mình nhìn nhân quả được 100 năm mình sẽ trồng rừng Và rõ ràng là loài người của chúng ta sống có 70 năm thôi Nên hầu hết chúng ta không nhìn được cái cái rừng Mình chỉ cùng lắm nhìn được hoa màu thôi Nên mình lập hết trang trại này, trang trại kia Trồng cái nọ, trồng cái kia để vun vén cho mình thôi Nhưng rồi con cháu chúng ta rừng nó hết Biển nó chết, thiên nhiên thì bị tàn phá Thì rõ ràng trái đất bây giờ đang oan mình đón rác Của loài người thải ra Là vì cái tầm nhìn trăm năm, nghìn năm mình không có cái tầm nhìn trăm năm, nghìn năm chính là nhân quả của trăm năm, nghìn năm. Mình chỉ nhìn được tầm nhìn trong đời mình thôi. Mà đặc biệt cái đời mình mình nhìn được 3 năm, được 30 năm trong quá trình đi làm ăn thôi. Thì rõ ràng 30 năm đó thì rừng nó phá ti kệ nó miễn tao giàu được rồi. Thì đó là, đấy là những cái cách nhìn rất là ngắn hạn. Đó. Nên ra một quyết định là phải dựa vào cái nhìn dài hạn. Tức là cái nhân quả của chúng ta đủ dài hạn, đủ sâu, đủ đủ dài thì cái quyết định đó thường là đúng nó đúng với mình nó đúng với người và nó đúng với tự nhiên vừa xong thì uh, hiểu thêm về cái việc là làm sao uh, có được cái tránh kiến nó liên quan đến cái nhân quả uh, cái tư duy nhân quả như thế nào và thầy cũng có đề cập tới cái tính dài hạn trong việc đưa ra quyết định thì em thấy cái điều đó thực sự là rất là sâu sắc nhưng mà thầy có có cho rằng là cái tránh kiến này nó có liên quan gì đó đến tư duy phản biện hay không nó có phải là một hình thái của tư duy phản biện không? Để để có được tránh kiến thì chúng ta phải có cái nhìn đa chiều. Ví dụ cái nhìn ngắn hạn của cá nhân mình, rồi cái nhìn dài hạn hơn là của người khác, của cộng đồng, của xã hội. Rồi cái nhìn dài hạn hơn là cái nhìn của thiên nhiên. Vậy là ít nhất có ba cái góc nhìn. Nhìn của tôi, nhìn của mọi người hoặc nhìn của anh. Và cuối cùng là nhìn của thiên nhiên đất mẹ. Ít nhất là có ba chiều. Mình kỹ lưỡng hơn thì mình cho cánh cái nhìn của các bậc minh triết Cái nhìn của các chuyên gia đầu ngành như thế nào Để mình tham khảo thêm Rồi cái nhìn của người xưa như thế nào Cái nhìn của người nay như thế nào Thì khi mà mình có được cái góc nhìn ba bốn chiều như vậy Thì khi mình ra quyết định Nó sẽ đúng hơn rất nhiều Khi mà mình nhìn đa chiều Thì tư duy phản biện nó chỉ là một chiều trong đấy thôi Tức là cái chiều ngược lại thôi Thế còn những cái góc khác thì sao Nên cái chữ phản biện mình nói là để cho nó mạnh lên thôi chứ cái dùng cái chữ tư duy phản biện tôi không thích bằng là tư duy đa chiều tư duy đa chiều nó nhẹ nhàng nó không có đối kháng với người đối diện mà mình cung cấp họ thêm góc nhìn nên mới có cái mối cuốn góc nhìn đấy <laughs> cung cấp thêm góc nhìn thôi khi anh có nhiều góc nhìn thì anh tự phản biện được anh à. một con gà công nghiệp mình nuôi trong chuồng nó cũng hạnh phúc mà một ngày nó ăn ba bữa trắng trẻo mũm mĩm dễ thương <laughs> nhưng mà cái hạnh phúc của một con gà công nghiệp và cái hạnh phúc của một con gà rừng thì con nào hạnh phúc hơn thầy có nghĩ rằng là nghị lực nó có phần nào đó liên quan tới cái tính tham trong tham sân si không? Nó nghị lực mà nó thiếu trí tuệ thì nó trở thành chi phèo. Tôi rất là thích cái từ góc nhìn của thầy thay vì là chân lý đây là tôi đang đưa cho bạn chân lý và mình nói là tôi đang đưa cho bạn cái góc nhìn của tôi và từ đó thì bạn có thể tự tư duy tự chiêm nghiệm tự phản biện và tự cho mình một cái góc nhìn mới nếu như mà bạn đồng ý với cái với cái góc nhìn hiện tại của tôi nãy thầy đề cập tới tham sân si là những cái gọi là chất độc đúng không chất độc đối với bản thân mình thế thì một người cần rèn luyện những điều gì để họ có cái gọi là tránh kiến họ cần ăn những cái thức ăn trong vòng kép gì để mà họ có uh, ừ. tránh kiến sắc bén thức ăn của của cái cột trí tuệ đó là thầy phải là những cái bậc thầy đủ lớn tức là phải có những cái bậc trí tuệ mình học hỏi từ họ thầy hiền trí rồi thầy hiền trí đâu có dễ gặp đúng không một đời 70 năm của mình nhiều khi gặp được một hai vị Đấy là mình phải chịu khó tầm sư học đạo đấy nhé Còn mình ngồi ở nhà ngáp Thì chắc không bao giờ tìm được <laughs> thầy giỏi đâu ừ. Thì hầu hết các bậc thầy lớn Đều đã mất rồi Thì họ để lại cái gì? Họ để lại sách Sách tinh hoa Chúng ta hay gọi là kinh điển Những chuyên gia lớn để lại Thì là những quyển sách hay Nên chúng ta đọc sách hay Đọc sách tinh hoa Đọc sách minh chiết Đó là những vị thầy rất lớn thầy bằng xương bằng thịt chúng ta gọi là thầy hiền trí thầy đã mất đi để lại kinh điển để lại những tủ sách tinh hoa bộ sách tinh hoa đó phải có trong nhà mình và cuối cùng có một cái nhóm nó cũng làm cho chúng ta trí tuệ khởi sinh không mạnh bằng nhưng nó giúp chúng ta duy trì đều đặn thì đó chính là nhóm bạn tốt các bạn chơi với bạn nhậu thì nó rủ mình đi nhậu thì có tủ sách tinh hoa ở nhà mình cũng chẳng đọc thứ bảy chủ nhật đúng ra phải đi học một lớp rất là hay thì nó lại rủ đi nhậu mất tiêu thế là mình bỏ mình không đi học. Thành ra thầy mình cũng bỏ mà sách mình cũng bỏ, chỉ vì lý do là mình chơi với bạn nhậu. Như vậy là thầy hiền trí, sách tinh hoa là thức ăn chủ lực của cột trí tuệ, nhưng nhóm bạn tốt nó làm cho chúng ta duy trì được thức ăn đấy. Bạn nó nó thích đọc sách thì nó sẽ duy trì, bạn đó, nó thích thích đi học nó sẽ duy trì. Còn bạn nó thích đi nhậu nó sẽ làm cho mất mất đi cái sự duy trì đó. Nên thầy, sách bạn thầy hiền trí sách tinh hoa nhóm bạn tốt chính là thức ăn để nuôi dưỡng trí tuệ khởi sinh thầy sách và bạn à, em thì à, em nghĩ là em rất là tò mò về những cái người thầy mà tạo cho thầy những cái ảnh hưởng lớn ở trong cuộc đời thì à, em tò mò vừa về những người thầy hiền trí những à, cuốn sách à, những cuốn sách tinh hoa và cả à, một cái nhóm bạn nào đó của thầy nữa nếu như mà được thì thầy có thể chia sẻ thêm được không cái thời mà tôi còn bé thì khi mà chúng ta sinh ra chúng ta sẽ thấy là có hai cái người thầy đầu tiên đó là cha và mẹ mình. Tuy nhiên cha mẹ sinh chúng ta ra nhưng mà có thực sự hiền trí hay không thì không kết luận được. Cha mẹ chắc chắn là thầy của mình rồi. Một vị thầy nuôi dưỡng và dạy dỗ những năm tháng đầu đời, nhưng thực sự cha mẹ đạo đức hơn người và trí tuệ hơn người tức là hiền trí thì không dám chắc. À, không dám chặt nhưng nói gì thì nói à, các đấng sinh thành đã sinh chúng ta ra thì chúng ta vẫn phải tri ân họ Đấy. lớn dần theo năm tháng thì những cái người thầy của chúng ta là ở trong trường từ lớp 1 đến lớp 12 rồi vào trường đại học thì thú thực đến bây giờ động lại về thầy hiền trí đúng nghĩa là những vị thầy lớn thì không gần như mình không động được tức là những cái vị thầy kiến thức thì có nhưng những vị thầy thực sự nhân cách lớn thì nó mờ đi tôi nghĩ cũng là do cái cách mà mà, mà của cái nền giáo dục việt nam mình nó vận hành là nó trọng thành tích đó. nên những vị thầy nó nghiêng về nhân cách đạo đức lớn nó mất dần đi à. họ trở thành cái người họ phải đua theo bảng điểm thì cứ thế là kiến thức nhồi sọ thôi thì nó phí rồi rồi đến khi mà tôi vào đại học thì đến những năm cuối đại học thì may mắn là tôi đọc được một cái tờ báo là thầy hoàng xuân việt còn chiêu sinh cái lớp rèn nhân cách Thế là ngày hôm đó tôi mới cả ông anh tôi là phi xe căn máy lên Chui vào trong nhà thầy hỏi lên xem có đúng lớp này còn không Vì trong đầu của chúng tôi khi mà đọc sách á, là đinh ninh là các vị thầy này mất rồi Ví dụ các bạn để ý là đọc những cái quyển sách mà ngày xưa Ngày xưa những quyển sách rất hay như là quyển Cổ học tinh hoa là của của cụ Ôn Như Ngọc này à, Rồi à, trần lê chân ôn như ngọc này rồi đến những cái bộ của cụ thu giang nguyễn duy cần cái dũng của thánh nhân cái cười của thánh nhân tinh hoa đạo học tôi tự học đó rồi về sau là cụ nguyễn hiến lê rồi cùng thời với cụ nguyễn hiến lê là cụ hoàng xuân việt cũng viết rất nhiều sách hay đặc biệt là quyển rèn nhân cách và quyển thất nhân tâm rất hay rồi tâm lý bạn trai tâm lý bạn gái thì khi chúng tôi mà đọc những quyển sách đó rồi thì đương nhiên là nếu mà thấy các thầy đó mà tuyển học sinh đến học là học ngay. Thì mình chui vào học thì chúng tôi học ở đó cũng được 3 năm. 3 năm, cứ một tuần lên khoảng 2 buổi tối lọ mọ học suốt 3 năm học hết lớp này đến lớp kia. Đặc biệt là lớp rèn nhân cách thì tôi nhớ mang máng học lại hai lần, hai hai ba lần gì đó. Thì đấy, cái người thầy đầu tiên mà nếu thực sự được gọi là thầy hiền trí trong cuộc đời của tôi là thầy Hoàng Xuân Việt cái lớp là lớp rèn nhân cách, chả phải liên quan gì đến toán lý hóa gì cả. <laughs> rồi à, sách thì nhiều nhưng đấy là người thầy. rồi đến những cái năm ba mươi mấy tuổi, à, hơn chục năm sau thì à, tôi được tiếp xúc với cả thiền thông qua thiền viện à, Hồng Trung Sơn ở Nam Cát Tiên ở sư cô Hằng Liên rồi tôi biết đến Myanmar Thiền viện Su Min Thầy Tejanija là một thiền sư dạy Rồi khi mà tôi về Về nước Đi Myanmar có chục ngày Rồi đi về nước thì tôi biết đến thiền viện Phước Sơn Chỗ sư thầy biểu tránh Thì cũng rất nhiều vị thiền sư lớn ở đó về Một hang ổ của các vị thiền sư đấy Thiền viện Phước Sơn đấy Tức là Đến cái giai đoạn khoảng ngoài 30 tuổi 33, 34 gì đó Là chúng tôi nắm được một đống các vị thầy lớn luôn, đó thì tôi học ở đó một thời gian, thì uh, lại biết là thầy Minh Niệm về về nước, thầy có dạy ở đảo Kim Cương, thầy viết cái quyền hiểu về trái tim thì mình mình sang đảo Kim Cương mình học, học rồi từ đó mình cũng theo thầy Minh Niệm đâu được khoảng 3-4 năm, đấy thì đó là những cái vị thầy lớn bằng xương bằng thịt mình học, à, bằng xương bằng thịt mình mình đã học, thì hầu hết tôi điểm danh lại thì thầy dạy về nhân cách và thầy dạy về đạo lý, đặc biệt là đạo Phật và thiền, thì đó là ừ. những vị thầy lớn bằng xương bằng thịt mà tôi trực tiếp học. À. Ừ, rất là thú vị khi mà mãi tới tuổi ba mươi mấy thì bắt đầu thầy mới gặp những cái vị thầy lớn trong trong đời mình, trong khi là từ bé tới lớn thì rất là khó để gặp được một cái vị thầy à, hiền trí như thầy nói. À, em cũng à, phần nào hiểu được rằng là à, một con người thì à, sống thực sự hạnh phúc. À, đã là một cái điều rất may mắn trong cuộc đời rồi. À, để mà có được à, hạnh phúc thì có nhiều cách sống khác nhau. À, trong đó thì có những người cần có trí tuệ để mà họ hiểu được thế giới này vận hành như thế nào và họ sống tốt với điều đó. Nhưng mà có một số những cái người thì họ khác đi một xíu đó là họ không cần hiểu thêm nhiều về thế giới, họ chỉ đơn giản là tôi sống, tôi tồn tại một cách bình thường, một cách tự nhiên trong cuộc đời này tôi không cần cái trí tuệ thì thầy nghĩ như thế nào về hai cái nhóm người này họ đều có thể sống hài lòng và hạnh phúc cuộc sống của họ ừ. một con thỏ nó cũng hạnh phúc mà. một con cún con mình nuôi trong nhà nó cũng hạnh phúc mà. một con gà công nghiệp mình nuôi trong chuồng nó cũng hạnh phúc mà một ngày nó ăn ba bữa trắng trẻo mũ mĩm dễ thương <laughs> nhưng mà cái hạnh phúc của một con gà công nghiệp và cái hạnh phúc của một con gà rừng thì con nào hạnh phúc hơn mình cứ thử tưởng tượng nếu mình là một con gà công nghiệp và mình là một con gà rừng được bay được nhảy được tự do tự tại nhưng nó phải ra rất nhiều quyết định nó phải suy nghĩ và nó phải ra rất nhiều quyết định đúng còn không nó sẽ bị chó sói vồ và một con gà công nghiệp không phải lo nghĩ gì cả ngày được ăn ba bữa và kết thúc là được lên bàn thờ luộc đấy thì kiếp sống nào là đáng sống cũng là một kiếp gà, một kiếp gà là con gà công nghiệp và một kiếp gà là một con gà rừng được bay, nhảy được tự do. Được ung dung tự tại nhưng cũng đầy rủi ro vì nó phải chiến thắng chính nó, nó phải chiến thắng cả môi trường nữa, nó phải thích nghi. Thì rõ ràng chúng ta thấy con gà rừng vượt trội. Nhưng đôi khi chúng ta sợ. Sợ vào trong đó nhiều rủi ro vì chúng ta thiếu bản lĩnh. Nên chúng ta không dám chọn lựa, chọn lựa thuộc về trí tuệ còn dấn thân với sự chọn lựa thuộc về cột nghị lực nghị lực ừ. nghị lực nó mới dám dấn thân còn suy nghĩ suy xét ra cho nó ra vấn đề là cột chít trí chí tuệ và cuối cùng là mình thực hành cái đời sống của mình nó là đạo đức mình dấn thân mình thực hành rồi nhưng mình thực hành nó tốt đẹp thì nó là đạo đức mình thực hành một cách xấu ác triệt hạ đi đến đâu mà triệt hạ đến đấy thì nó gây thù chúc oán còn mình đi đến đâu mình xây dựng mình vun bồi đến đấy thì đi đến đâu cũng là tình bạn cũng là một kiếp người cũng là tung cánh tự do cũng là được bước ra khỏi vòng tròn an toàn nhưng mà đi đến đâu tình bạn đến đấy thì của đạo đức nó làm cho đẹp thầy có nghĩ rằng là nghị lực nó có phần nào đó liên quan tới cái tính tham trong tham sân si không bởi vì ta cố gắng muốn trở thành một ai đó lớn hơn này ta ví dụ như là muốn xây dựng doanh nghiệp nghìn tỷ rồi vân vân và liệu nó có hoàn toàn là tốt hay không cái cột nghị lực nó đi mở một bộ nha là đạo đức trí tuệ nghị lực thì thì nó mới trọn vẹn còn cái cột nghị lực mà mình ghép với thiếu trí tuệ được không được nó nghị lực mà nó thiếu trí tuệ thì nó trở thành chi phèo nó trở thành thằng liều mà thằng liều thì nó ăn được một vài vụ xong rồi cuối cùng là nó cũng đâm đầu xuống hố Đó. rồi nghị lực mà nó thiếu đạo đạo đức thì nó dễ làm liều những điều xấu ác nó thiếu đạo đức mà thì nó làm liều những điều xấu ác thì chúng ta để ý ngoài ngoài đời đầy những người làm liều những điều xấu ác nhưng rồi nhân quả nó đi về đâu bây chưa? nên rõ ràng nó lúc này là nó có cái nghị lực nghị lực ở đây là nó thiếu đạo đức thì nó sẽ làm những điều xấu ác thiếu trí tuệ nó không có được góc nhìn của nhân quả không có được góc nhìn của chiều xa thì nó chỉ mất mấy năm thôi là vào tù ra khám mà thậm chí tử hình luôn ừ. thì phí một kiếp người hay quá hay quá và nãy thầy cũng đề cập tới gọi là À, những cái lớp thiền mà thầy đã tham gia đúng không có một cái điều mà em cực kỳ thắc mắc về cái việc đi thiền bởi vì là nhiều người họ cho rằng là sau khi thiền xong thì họ bỗng dưng biết nhiều thứ hơn so với một người bình thường này họ quyết định mọi thứ tốt hơn họ biết chuyện gì đang diễn ra quanh mình thì những cái uh, những cái này nó có gì đó tâm linh huyền bí hay là gì đó mà chúng ta rất là khó lý giải hay không ạ trong bát chánh đạo thì nó có hai cái chi phần để mình rèn tâm đó là chi phần chánh niệm và chi phần chánh định chúng ta hay gọi đơn giản nó là niệm và định thì niệm nó nghiêng về thiền quán còn định thì nó nghiêng về thiền chỉ chỉ tức là cái ngón tay mình chỉ một điểm này tức là nó nó gom tâm lại một điểm nó tập trung nó focus tại một điểm thì đấy nó gọi là năng lực của định còn quán là viết tắt của chữ quan sát tâm quan sát mình nhắm mắt lại mình đóng các giác quan lại và mình quan sát bên trong mình mình nhận ra bên trong của mình cái gì đang vận hành trạng thái tâm của mình là gì để mình sửa đó là những trạng thái tâm của xấu ác mình phải sửa tham lam ích kỷ mình phải sửa thì mình muốn sửa được nó mình phải nhận ra nó không nhận ra nó làm sao sửa không nhận ra đây là cái tivi Làm sao sửa cái tivi Không nhận ra nhà có rác Làm sao quét rác Nên thiền quán nó giúp chúng ta sửa tâm Tu tâm sửa tính rất mạnh Còn thiền định nó làm cho Cái năng lực tâm của mình nó được tập trung lại một điểm Nên nó sáng ra Mình nhận diện nó dễ hơn Nhưng khi mình gom tâm lại một điểm Làm cho nó sáng ra Thì lúc này mới đưa thiền quán vào Để mà thanh lọc nó Thì rất tốt Nhưng nhiều người họ không hiểu cái thiền quán Họ không hiểu năng lực của tâm quan sát Họ chỉ gom tâm lại một điểm Dẫn đến cái điểm đó nó sáng ra Nó thành những năng lực đặc biệt giống như một tia laser Nó chiếu vào cái chỗ nào Cái đó nó sáng rực lên, nó đỏ lừ lên Và nó xuyên thủng nó Thành những năng lực đặc biệt Những năng lực đặc biệt đó Mà ngoài đời chúng ta hay gọi là thần thông Bản chất là những cái điều kỳ bí Nhưng mà thông qua năng lực của định là Nó gom tâm lại một điểm Điểm nó nhận diện được những điều điều kỳ bí đấy Nó không còn thấy đó là kỳ bí nữa và nó tự nhiên nó có được cái năng lực đó Người ngoài không có được năng lực đó Nên gọi đó là thần thông Đấy Và khi anh có được một chút thần thông Anh có được một chút những năng lực hơn người Thì thông thường anh bắt đầu sinh ra ảo tưởng là tôi ngon À tôi thế này tôi thế kia Tôi là xứng với tầng trời này Tôi xứng với tầng trời kia Tôi là phải đẳng cấp này đẳng cấp kia Thì nó sinh ra ảo tưởng Đấy ảo tưởng vì mình thiếu thiền quán Thiếu năng lực của chánh niệm Thiếu tâm quan sát khi mình ảo tưởng thì các bạn để ý thật sâu vào ảo tưởng có phải chính là tâm tham không? Chúng ta tham cái ảo tưởng của mình, mình tham cái danh vọng của mình trong quá trình thiền định. Nó sinh ra. Mình nhận diện được một số cái kỳ bí và mình cho rằng mình khôn hơn người. Và mình kẹt vào cái mình khôn hơn người là mình tham. Mình tham cái danh vọng đó rồi. Đây. Rồi giả sử tần số năng lượng của chúng ta có rất nhiều tần số. Mình đang ở đây là tần số nó thấp. Thế bây giờ giả sử các bạn thiền định, nhập định. Gom tâm lại một điểm Các bạn lọt vào những tầng số nó thanh cao hơn Và ở những cái tầng số thanh cao hơn đó Thì những hiện tượng Vui sướng Những cái hiện tượng tốt đẹp Những cái hiện tượng kỳ bí Nó dày đặc nhiều hơn cái hiện tượng mình đang sống Nhiều hơn cái thế giới này Thế là đến khi các bạn dừng Các bạn không thiền nữa Các bạn quay về thế giới này Thấy nó tầm thường trở lại Thì từ đó mình có xu hướng coi khinh thế giới này Thì đây cũng là một loại bệnh Mình đã mắc kẹt vào cái tầng kia đấy Nên mình mới đi coi khinh thế này trong khi đó thế giới ở đây là thực tại của chúng ta Mình phải xác định 70 năm chúng ta sinh ra trong kiếp người này Đang ở thế giới này là mình phải chấp nhận cái thực tại này Đấy Thì chấp nhận được cái thực tại đó nó chỉ đến từ thiền quán Mình quan sát Kể cả ở tầng trên cao và lẫn tầng dưới thấp Mình đều chấp nhận được mình Khi mình lên được cái tầng trên cao Thì mình biết à tôi đang ở những cái tầng định này Nên có những hiện tượng này Và đây là hiện tượng do chúng ta tần số sóng chúng ta nhập định được cái tầng đó và nếu mình buông cái tần số sóng này ra thì mình lại quay trở về bình thường chưa mình, mình xác định xong rồi mình buông giống như mình bước lên xe hơi không được phép đồng hóa mình với cái xe hơi tôi bước lên xe hơi thì tôi đang sử dụng cái xe hơi xe hơi chính là khung cảnh mà tôi đang sống nhưng lát sau tôi bước bước xuống xe hơi tôi mới vào nhà được còn tôi kẹt ở xe hơi thì chả bao giờ vào nhà được thì nhiều người bị vậy đó lọt vào một số tầng và lầm tưởng nó là mình đấy ừ. thì mình sẽ kẹt hoài Kẹt và đồng hóa mình với cái xe hơi hoặc là với cái tầng đó như ừ. thầy vừa 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 kể rất là thú vị um, thầy có cho rằng là những bạn trong trong cuộc sống có những bạn rất trẻ nhưng mà tư duy thì rất sâu sắc rất trưởng thành còn những người thì lớn tuổi rồi lớn hơn rất là nhiều nhưng mà lại có tư duy lại nông cạn hơn thầy có nghĩ rằng là um, nó do cái năng lực định hay là định tâm của những cái người đấy khác nhau hay không ừ. Ừ. nếu mà đi kỹ mình không có đi bằng một chi phần là định được, nó phải là đủ 8 chi phần cả. À. Ví dụ một người nào đó họ có một cái năng lực tránh tư duy hơn người. Họ đọc một cái quyển sách, họ tư duy sâu sắc hơn người. Thì cái tư duy sâu sắc đó nó đâu có nhất thiết phải là 50 tuổi hay là 30 tuổi hay là 15 tuổi. Một người 15 20 tuổi vẫn có thể đọc một quyển sách rất sâu. Ngược lại một người 50 tuổi vẫn có thể không đọc được một cuốn sách nào. Đúng không? Đó Nên chúng ta phải hiểu là trưởng thành không đợi tuổi Và cách cái tuổi trưởng thành của chúng ta Nó không phải là 70 năm này đâu 70 năm này nó là Cái độ trưởng thành của thân thể Còn độ trưởng thành của một linh hồn Nó theo ngôn ngữ của ông Pythagore Gọi là một linh hồn trẻ thơ Một linh hồn trưởng thành Hay một linh hồn bậc thầy thì ai cũng phải có nhiệm vụ đưa linh hồn của mình trở về linh hồn bậc thầy rất uyên bác, rất minh chiết. Thì đấy mới là cái hành trình đúng. Chứ còn cái xác này nó to ra, rồi nó già đi, rồi nó chết thì ai chả thế. Đó. Nên cái ông Benjamin, ấy, ông mới nói một cái câu rất nổi tiếng là chúng ta sinh ra và lớn lên đến năm 25 tuổi. Nhưng rồi đến năm 70 mới đem chôn Tức là từ năm 25 tuổi mình lớn về thân xác là hết rồi. Đầu óc cũng lớn đến nó kịch kim rồi. Sau đó mình cứ xài nó cho đến năm 70 đem chôn làm ăn cơm gáo áo gạo tiền sáng cấp ô đi tối cấp ô về cứ lòng và lòng vòng như thế rồi đến già chết trốn hết thực sự chúng ta chưa hề trưởng thành về mặt linh hồn không trưởng thành được 70 năm cuộc đời không học được một cái bài học gì về tâm thức cả thì nó phí một kiếp người thì người ta gọi đó là luân hồi đấy còn mình học được bài học thì mình sẽ bước lên nhận thức mình sẽ bước lên không phải riêng kiếp sống này đâu ngay bây giờ chúng ta học được một điều gì là tâm thức của mình nó đã bước lên rồi Ví dụ các bạn à, nghiện hút thuốc lá Các bạn lên trên mạng các bạn xem một cái video sản xuất thuốc lá Ồ nó ướp hóa chất kinh hoàng luôn Các bạn nhận ra hút thuốc lá là không tốt Cái tầng nhận thức của mình đang ở 4 điểm thì nó nghiện thuốc lá Mình nhờ xem video đó mình hiểu ra vấn đề Đẩy lên 5 điểm lập tức ngày hôm sau buông thuốc lá không hút nữa tức là cái luân hồi về điếu thuốc lá mình cắt luôn rồi. Còn nếu tầng nhận thức mình tiếp tục ở 4 điểm thì mình có cố bỏ cũng rất khó bỏ. Vì thằng bạn nó chỉ cần dí điếu thuốc vào mồm mình là mình không bỏ được nữa. Bỏ được 3 tháng rồi đi gặp nhóm bạn cũ lại hút thuốc trở lại. Vì tầng nhận thức vẫn là 4 điểm. Nhưng chúng ta chỉ nỗ lực về hành vi thôi còn sâu thẳm trong nhận thức vẫn như cũ. Còn đây mình xem một bộ phim, mình hiếu về sức khỏe, mình hiếu về bản thân mình tăng nhận thức từ 4 điểm nó nhảy lên 5 điểm lập tức toàn bộ cái gì ở 4 điểm nó rớt hết thuốc lá bia rượu gì rớt sạch luôn không còn nghiện gì nữa chỉ mất một ngày duy nhất thôi nó có thể thay đổi thì cái đó là thay đổi về nhận thức thay đổi về nhận thức là một dạng của tránh kiến tránh kiến nó cũng giúp chúng ta phát triển rất dữ dội chính tư duy cũng thế nên cái năng lực của định là sự tập trung sự tập trung nó giúp chúng ta suy nghĩ về một vấn đề sâu sắc hơn nên một người trẻ mà vì một lý do vô tình Hoặc là một lý do là họ học từ những bậc thầy hiền trí Họ nắm được bát tranh đạo Họ nắm được Cái nguyên lý của từng yếu tố đó Và họ rèn luyện Thì 30 tuổi họ vẫn hơn một người 70 Thậm chí 15 tuổi họ hơn một người 50 Là điều hết sức bình thường ừ. Theo thầy thì Những cái yếu tố cốt lõi nào Nên nằm trong cái hệ thống giáo dục uh, Cho các bạn Từ nhỏ đến lớn của chúng ta ừ. Về uh về giáo dục và đào tạo thì chúng tôi có một cái sơ đồ gọi là bốn vòng tròn đào tạo. Thì cái vỏ ngoài cùng á, cái viền ngoài cùng của nó là đào tạo về kiến thức. Thì trong các loại kiến thức thì kiến thức tinh hoa, tủ sách tinh hoa từ những con người tinh hoa để lại là cái cần học nhất nếu mà nói ở cột kiến thức. chứ không hẳn là sách giáo khoa đâu. Đấy nếu sách giáo khoa thực sự nó là tinh hoa thì nó đã đưa Việt Nam cất cánh từ lâu rồi. Mình phải hiểu cái tủ sách tinh hoa từ những con người tinh hoa mà ví dụ Đức Phật để lại mình gọi là kinh điển. Chúa Giêsu để lại mình gọi đó là kinh thánh. Thì những cái bộ sách tinh hoa từ những chuyên gia, từ những bậc thầy, từ những thánh nhân để lại thì trong nhà các bạn phải có một hai trăm quyển. Đọc được một hai trăm quyển sách tinh hoa thì một nghìn, hai nghìn quyển bình thường không thể so với nó được không bao giờ so sánh với nhau được một vài chục viên kim cương thì không bao giờ than bùn so với nó được có hàng tấn than bùn cũng không so được đấy mình phải hiểu chỗ này đây là cái vỏ nha cái vỏ là kiến thức rồi mình chui vào bên trong sâu một chút nó bắt đầu được xào nấu và nó biến ra thành kỹ năng kỹ năng mình đọc được rất nhiều thứ điều hay lẽ phải rồi nhưng mình có thực hành được trong đời sống kỹ năng nó phải biến thành kỹ năng vì kỹ năng nó mang lại hiệu quả cho đời sống của chúng ta thì kỹ năng gì quan trọng nhất trong cuộc đời này thì tôi thấy con nó có mấy kỹ năng thôi kỹ năng đầu tiên là kỹ năng tự học chứ không phải kỹ năng đi học mà kỹ năng tự học tự anh anh phải học ông thầy ông có thể dạy mình được một vài tháng một vài năm nhưng tự học mình sẽ giúp mình suốt đời và tôi quan sát tất cả những người thành công năng lực tự học vô cùng tốt. Và tất cả những người thất bại đều không có năng lực tự học. <laughs> năng lực tự học là nền tảng đầu tiên để nó tăng trưởng được trí tuệ. Tự học cũng tăng trưởng được đạo đức luôn, tăng trưởng được nghị lực luôn, đấy. Rồi, cái kỹ năng thứ hai là kỹ năng tự rèn. Tôi kỷ luật với chính tôi. Mình phải siết mình vào kỷ luật. Vì có những hoàn cảnh khó, mình không đủ siết mình vào kỷ luật nó sẽ nhấn chỉ mình. Cuộc đời của chúng ta chắc chắn không bao giờ êm ấm suốt được, êm ấm suốt thành con gà công nghiệp mất. Nên chắc chắn phải có những bão tố cuộc đời thì kỹ năng tự rèn giúp chúng ta vươn lên trong bão tố, giúp chúng ta trở thành đại bàng bay trong bão tố. Lấy bão tố làm niềm vui để mình vươn lên thì kỹ năng tự rèn. Kỹ năng số 3 là kỹ năng quản trị cảm xúc, nhưng kỹ năng quản trị cảm xúc nó cũng có nhiều tầng, tầng tâm lý và tầng đạo lý. Thì trong cái cuốn cộ nguồn trí tuệ cảm xúc là tôi chia sẻ cả cái tầng tâm lý và cả cái tầng đạo lý. Thì nó sâu hơn, vì mình là cái người học đạo á thì mình đưa được cái phần đạo lý vào. Tâm bình an thì cảnh tự động nó nó bình. Tâm bình an thì tự nhiên mình đối nhân xử thế nó hạnh phúc lên. Và kỹ năng cuối cùng mà tôi nghĩ là cũng là một kỹ năng rất quan trọng đó là kỹ năng xây dựng đội ngũ. Kỹ năng sống giữa người với người mình không nói ở cái chữ giao tiếp thuyết trình nữa, giao tiếp thuyết trình là nó, 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 nó không có đủ sâu. Đây là kỹ năng xây dựng đội ngũ. Mình biến những cái người mà mình chơi với họ thành đồng đội, thành đồng đội thành bạn thân, mà đã là đồng đội, đã là bạn thân thì sống hết lòng vì nhau. Mình cứ lọt vào cái môi trường đó là nó là gia đình của mình. Chứ gia đình nó không còn dừng lại ở nhà mình, nhưng mà mình đến cơ quan cũng là gia đình của mình, mình đến một cái câu lạc bộ thiện nguyện cũng là gia đình của mình. ở đâu cũng là nhà thì thực sự là là hạnh phúc. Đấy có bốn cái kỹ năng này. Thì mình luyện xong kỹ năng cơ bản, rồi cái vòng tròn bên trong nữa nha, vòng tròn số 4 ngoài cùng này là kiến thức này, rồi đến kỹ năng này, rồi đến thấu hiểu bản thân. Xu hướng tính cách của mình là gì? Sở trường đam mê của mình là gì? Mình làm cái nghề gì thì phù hợp với với mình? Mình sống cái phong cách nào thì phù hợp với mình? Con cá phải về với với nước, con khỉ phải về với cây. Con hổ thả về với rừng Không được nhầm lẫn Nếu mình là con xe trên bàn cờ Thì phải để vị trí con xe Nhất tôi sang vị trí con tượng Thì con xe đã vô nghĩa Thấu hiểu bản thân Thấu hiểu những cái xu hướng nghiệp và nguyện của mình Những xu hướng tính cách của mình Cũng là một cái cách Để chúng ta sâu sắc hơn Trong cuộc sống này Mình phải tự đào tạo bằng cách mình nhìn lại mình đấy Để mình thấu hiểu mình đấy Mình mới xếp được mình trên bàn cờ tôi ở vị trí nào trên cái quân cờ trên bàn cờ này không được nhầm lẫn các bạn cứ tưởng tượng nếu các bạn là một anh bảo vệ nhưng trong đầu lúc nào cũng mơ tưởng ngồi ở vị trí ông giám đốc nhưng năng lực thì ở ông bảo vệ thì anh bảo vệ này ngồi ở cửa bảo vệ vui hay buồn trong đầu cứ mơ tưởng trưởng phòng mới giám đốc đòi xe hơi ấy, nhưng hàng ngày vẫn phải xé thẻ xe và bấm thẻ xe thì có phải lúc nào ông cũng khổ không vì ông ta đang ảo ảo tưởng rồi cái vòng trong cùng cái lõi này của bốn vòng tròn đó cái lõi đó chính là ý nghĩa sống Chính là hệ giá trị sống Chính là những triết lý cuộc sống Chọn triết lý sống Chọn đạo lý để tu tập Chọn lẽ để sống Chính là cái lõi này Chính là cái nền tảng nhân cách của một con người Mà từ nãy mình nói là Bi trí dũng, đạo đức, trí tuệ, nghị lực Chính là cái lõi Thì một cái người nào mà đi hết bốn cái vòng tròn đào tạo này Kiến thức gì Kỹ năng gì Thấu hiểu bản thân ra sao Và nhân cách cốt lõi ý nghĩa cuộc đời sợi chỉ đỏ cuộc đời nằm ở cái cột đạo đức trí tự nghị lực đấy bốn cái yếu tố này nó rõ nét bốn cái vòng tròn đào tạo này được học hành đàng hoàng gian luyện đàng hoàng rõ nét thì người đó thực sự là cất cánh wow đúng là một cái phần chia sẻ tuy ngắn nhưng mà nó đem lại rất là nhiều những cái suy nghĩ mới những cái góc nhìn mới mà đối với bản thân em em cũng được học được rất nhiều và À, cầu chúc đến thầy tất cả mọi điều tốt lành trong năm mới à, cảm ơn thầy đã không chỉ một lần mà là hai lần đến với Việt Success và đem lại những cái tri thức này à, đến cho mọi người cảm ơn em cảm ơn các vị khán giả các bạn thân mến các bạn vừa nghe xong những chia sẻ hết sức là à, nhiều chi kiến từ thầy Trần Việt Quân và cái hình ảnh mà trường ấn tượng nhất đó chính là cái hình ảnh bốn vòng tròn ở những cái giây phút cuối cùng mà thầy có chia sẻ từ kiến thức rồi đến uh, kiến thức đến kỹ năng rồi sau đó đến thấu hiểu bản thân và cuối cùng là lẽ sống của mình và bất ngờ thay là tất cả những gì uh, trong ngành giáo dục của chúng ta chúng ta thường nói tới nó lại nằm ở vòng tròn bên ngoài đó là kiến thức thay vì nằm ở những cái vòng tròn bên trong đó là cái lẽ sống của mình chừng hy vọng rằng là uh, đây cũng là một cái góc nhìn mới với tất cả mọi người để mọi người có thể à, phản tư và chiêm nghiệm lại xem à, những điều gì là những điều hiện tại đang là quan trọng nhất đối với cuộc sống của mình cũng như là cái à, sự giáo dục và đào tạo chính bản thân mình à, một lần nữa xin được chân thành cảm ơn à, quý vị khán giả đã lắng nghe và theo dõi à, nếu như mà quý vị có thích những cái nội dung mà chúng tôi làm thì quý vị và các bạn hoàn toàn có thể theo dõi trên các nền tảng podcast như là à, spotify apple podcast hay google podcast và trên kênh youtube của chúng tôi nữa một cái chức năng mới mà chúng tôi hiện tại cung cấp cho các bạn đó là newsletter các bạn hoàn toàn có thể theo dõi newsletter bằng việc là đăng ký ở dưới phần description trên video này à, chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo